Vâng, chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Audio 1977. Hôm nay cửa hàng bên em xin giới thiệu cho các bác một dòng loa DA Acoustic. Thì dòng loa này thì các bác cũng đã biết rồi, trên thị trường cũng khá là lớn, dòng Bass 30, dòng DA Acoustic. Thì trước mắt ở đây thì dòng DA Acoustic là dòng thương hiệu của Đức, thì cực kỳ là rất âm, chất giọng rất là trong và công suất khá là lớn để cho các bác giữ trong các sự kiện như phòng karaoke hoặc các sự kiện lớn ở ngoài trời các bác nhá. Dòng DA Acoustic là có thương hiệu từ của Đức, rất là ok luôn. Acoustic phần nội thất của bên con loa này rất là đẹp các bác nhá. Nội thất thùng vách của chúng em về khá là đẹp, cực kỳ là đẹp luôn, em nói đẹp vô cùng luôn các bác nhá. Nội thất bên ngoài và bên trong thì các bác không chê vào đâu được. Có căng thì màu trắng rất là đẹp, có tem mác đồng hồ các bác nhá. Có mô đồn của nó là mô đen là HQ 612T, thì điện trở của nó là 8 ohm và công suất của nó là 500W các bác nhá, 500W và 57 MHz. Đấy, em sẽ giới thiệu sơ qua phần là ngoài, bên ngoài của loa, nội thất bên ngoài và thùng vách cho các bác rất là chắc chắn, rất là đẹp. Thì tiếp theo là em xin test đôi loa này cho các bác nghe thử cái chất âm, chất giọng, chất nhạc của nó cực kỳ, nó hay vô cùng luôn các bác nha.
Đôi loa DA Acoustic cho các bác đã xem. Thì dòng này thì cực kỳ là hay, chất âm, chất giọng của nó cực kỳ là hay, em nói phải đều hay.